hôm nay là thứ sáu, khoảng 5-6 giờ chiều gì đó. Giờ đó mẹ cho bà ngoại coi, ông ngoại coi cậu Bi coi Melody tắm. Mẹ bỏ Melody vô trong hồ nước vậy đó, mẹ nhặn nước lên. Melody đánh răng. What's Melody doing? Teeth? Brushing your teeth? Melody, did you get owie? Where? Show mommy the owie. Right there? Oh, put the water on. Put the water on. Yeah, put water on owie. That's right. Put water on owie. That's right. Đó, mẹ nói Melody bỏ nước lên á, là Melody bỏ nước lên cho hết đạo á. Yeah.